Sư phụ ơi, ra đây dòng này khó khuyên quá sư phụ ơi. Sư phụ. Vậy hả? Sao? Dòng này khó khuyên ngăn quá. Dòng này ôm một mối hận thù rất là lớn. Vậy hả? Sư phụ kia can ngăn đi chứ bây giờ là nghi tâm không thể nào thuyết phục được. À, đúng rồi, tại vì con cũng mới trở thành dòng đệ tử của sư phụ đây. Thì con chưa có hiểu rõ được thuyết phục. Thì thôi, con vào chỗ vào lại bắt quái đi. Vô con nghỉ ngơi là con tu luyện nhiều, học nhiều Phật để mà phiên căn dông nha. Giờ con đi vô để thầy phiên dông cho. Đó, đó là thầy tử của tôi. Đẹp. Ủa nó mang nữa. Quá lâu rồi. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan, khám phá những nơi có quỷ dữ và vong linh, để phiên căn những quỷ dữ và giúp đỡ vong linh về chùa tu lành tu hiền. Thì Lâm cũng đã hôm trước Lâm đã thu thập được một đệ tử rất là xinh đẹp. Hôm nay thì Lâm khỏi phải lo lắng về vấn đề mà đi hỗ trợ vong linh, có gì thì sẽ mượn đệ tử của Lâm là em Nghi Tâm nha bà bác ha. Thì Lâm sẽ di chuyển khu vực này thôi, coi có con quỷ dữ nữa không. Qua thì có một quỷ ở đây nè, Lâm đã thu phục rồi. Nãy giờ không có thấy ai chứ mình thấy có cái đường đó kìa. Mình đi xuống dưới đó thử coi sao mà các bạn. Này có cái đường xuống nè. Mình xuống đó thử coi. Chứ sao vậy? Thì tìm kiếm vong linh thì chịu cực thôi. Đâu có đường nào nữa. Đúng không? Đường đi xuống này. Đi quay cái. Xin chào. Có ai đây không? Woo. Alo, alo. Con quỷ nào đang đó? Ê kìa. Ê. Ai vậy đây? Chào nha. Chào. Ai vậy ta? Cho hỏi ai vậy? Có phải vong không? Phải. Vậy hả? Trời ơi. Nói chuyện chơi được không? Kìa. Trời ơi. Làm gì ai sửa mai hả? Mới tới hả? Mới tới. Nói chuyện chơi. Tới đây làm chi? Trời đất ơi, hỏi mới tới rồi, hỏi tới đây làm chi, nản luôn. Chí kỳ. Tôi người ta hỏi lần nữa nè, có phải vong không? Phải. Ừ, vong là quỷ đó phải không? Phải. Biết tôi là ai không? Không. Ừ, cũng đúng, chưa giới thiệu sao biết được. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là pháp sư nhỏ xíu hồi xíu. Pháp sư. Ừ, chuyên gia đi giúp những vong linh á. Làm gì à, sửa mai hả? Sư thì pháp sư, kể pháp sư đi. Trời kỳ. Có cần giúp gì không? Có. Giúp cái gì? Tiếp nhổ cái mai này lên. Bứng lên hả? Bứng lên mày nhà trồng hả? Ôi, cái mai này còn sống mà. Ôi, này, đi nhổ không chưa? Tiếp thì sao không nhổ? Ôi.
pháp sư nhỏ đi. Tôi ma đâu nhỏ được. Rớ rớ. Vậy hả? Tại sao mà thành ma ở đây vậy? Hả? Chết thành ma. Lý do sao chết? Sao không sống gì chết vậy à? Sao không sống vậy mà chết gì à? Hồi biết uống kiển luôn ghê á. Thứ thiệt ông bà bắt cái dân thứ dữ rồi. Sao? Hả? Sống không được chết. Không ăn không uống gì được chết à? Sao? Bị ta hại chết. À vậy hả? Có chỗ nào mát không? Ngồi nói chuyện chơi. Hả? Ngoài đá nè. À, cục đá đó hả? Đi, nói chuyện chơi. Ở đây mát lắm. Thấy nắng thấy bà nội luôn. Đi. Ôi ôi, phong cảnh đẹp quá ha. Trời ơi, là ma ở đây sung sướng gì ta. Sướng thiệt á. Vậy hả? Ồ, ra đó nắng rồi, ngồi mẹ ở đây đi. Ở đây mát nè. Lao dữ trời, ma này cứ sợ dữ. Thôi đó thôi. Đi nắng thấy bà luôn chứ nó mát đâu. Rồi, coi chỗ mát kìa. Gì thấy rồi, có lý người ta được à. Trời ơi, thông rãi quá ha. Ừ, cái này nhà luôn hả? Hả? Kè cho nó mát kìa. Nè. Hả? Không chuyện chơi. Trời ơi. Xe tới đây chứ. Khách tới nhà có cái gì uống không? Nước quá. Có bánh trái gì không? Có bàn nhưng mà chưa. Vậy hả? Cái bàn có chưa... bàn ghế rồi, chưa có trà, chưa có bánh. Bàn ghế tự mình đốn cây đây, mình đóng mình làm luôn hả? Hả? Ồ, rộng đất ra đất thì khu nguyên đất luôn hả? Đất này của dòng luôn hả? Hay là chiếm của người ta? Đất của nhà nước. Vậy hả? À, vậy hả? Nói chuyện chơi. Rồi nãy nói cái gì? Cái gì? Ai hại chết? Mấy bạn hại. À, kể nghe được không? Kể nghe tôi giúp được gì tôi giúp nè. Đúng. Ngồi xuống đi. Đời tôi... có gì vui đâu kể cho phúc thiên à, không có vui rồi, có chuyện buồn không? Cũng không có gì buồn. Không có chuyện buồn luôn. Mà có chuyện gì được không kể lại đi. Vui cũng vui buồn gì kể đó, có câu chuyện kể được rồi. Chuyện buồn thì kể hồi nó cũng vui à. Xuống đây biết tôi chuyện này thôi mất sao. Chuyện cái gì? Tào lao lăn với người ta, ở dưới người ta chút bèo làm sao? Nó không có được. Thì tôi ngồi im đi, tôi sửa cái máy tôi lực thôi. Tại vì nó ấy quá nè. Nó nắng quá nè. Tôi phải che cái dù cho nó. Pháp sư có biết pháp thật không pháp sư? Pháp sư mà biết pháp thật sao gọi là pháp sư? Che à? Có lộn hả? Có lộn chơi hay gì? Trời à. Học được mớ. Thằng có bẻ. Trời ơi, chỗ che nắng rồi phá. Học mớ để làm gì? Trả thù. Ờ đúng rồi, cái câu chuyện mà mấy bạn hại á. Đâu kể tôi nghe thử coi. Kể nghe tiếp được không? Có gì tôi phụ cho. Đâu có cái thật là. Tôi học cái ông thầy trên kia kìa. Ông ông xưng ông là quỷ thần. Im coi. Ờ cũng ai đúng là quậy quỷ thì im coi. Tôi quỷ phá. Rồi kể tiếp đi. Xưng ông quỷ thần. Dù bãi không làm sư. Học được mớ nghề. Ờ ổng ở đâu? Ổng ở thằng kia. Thằng kia hả? Ổng nhận làm đệ tử luôn hả? Nhận làm đệ tử. Ổng có bao nhiêu đệ tử à? Ba bốn người vậy không? Ổng có hai đệ tử. Hai đệ tử. À có hai đệ tử hả?
là ông á. Ông là ai nữa? Tôi với thằng ma kia. Thằng ma kia hả? Không biết cái ma kia đâu, đi chơi đâu rồi không biết. À, bỏ chuyện đó đi, giờ kể tôi nghe cái câu chuyện tại sao mà chưa hỏi tên gì cho biết xưng hô nè, tên gì, nhiêu tuổi rồi? Tôi tên Trung. Nhiêu tuổi? Mới nhỏ xíu à. Xíu là nhiêu? 60 tuổi. Thôi được rồi. Hồi chết 60 tuổi hay tính luôn tới giờ luôn á? Tính là lọt lòng mẹ ra tới giờ. À, chết tới giờ luôn là 60 tuổi phải không? Tính tuổi chết được chưa? Không có tính tuổi chết. Tôi chưa chết. Lúc mẹ tôi đẻ ra tới giờ là 60 năm. Ừ. À, rồi chết nữa là bao nhiêu tuổi? Thì tôi tính vậy đó. Pháp sư tính sao đó. Nói chung là 60 tuổi đó phải không? Thì kêu bằng chú đi chứ giờ già quá già rồi. Hỏi kêu bằng anh đi. Lớn hơn có 20 tuổi. Kêu bằng anh đâu trẻ ha. Ôi, vậy đi. Pháp sư muốn kêu bằng gì kêu. Ủa mà tên gì quá rồi? Anh Trung. Anh Trung ha. Bây giờ sao mà anh bị hại chết anh Trung? Bị mấy thằng bạn nó chơi bùa chơi ngải lỗ quan lỗ mãn gì. Chơi không lợi nó chết hả? Rồi bây giờ chết thành ma rồi, cái bái ông sư phụ đó, rồi cái học tà đạo rồi chuẩn bị chơi rồi nó. Rồi học thành được chưa? Đúng rồi, mới điện được mớ. Vậy hả? Trời, học trả thù hay gì? Điện được nó về trả thù. Chuẩn nó lại ha. Quánh cho nó te tu luôn ha. Tôi không có chơi bình trưởng. Như chơi gì? Chơi bình lỗ mãn. Lỗ mãn là sao? Là mà làm cái ba cái ấn thực, ba cái chú này kia, ba cái thực ấn mà giống như là không được trực tiếp, mà giống như mình gãy khái là giống như cái cây này ở đây nè, đúng không? Cái cây này là cây một đúng không? Chia ra làm hai. Bên đây khúc. Bên đây khúc cái đầu mình chơi ở đây là bên kia bị phải không? Cái người sống á, người ta xài lỗ ban. Còn ma như tôi là xài lỗ mãn. Lỗ mãn. Lỗ mãn là sao? Thì ma phải xài lỗ mãn, còn người sống á, người sống như pháp sư á là xài lỗ ban. Tôi xài bùa lỗ mãn. Mà tôi pháp sư đâu có xài lỗ ban đâu. Pháp sư tại ông không biết lỗ ban, chạy ông đi. Tại tôi không xài chứ không biết. Tôi có vị một tiên ông ở cũng cái vùng núi nè, là nói cái tên đó ông hết hồn liền. Tình thiên tiên ông ở trên thiên cấm sơn mà nói chắc ông cũng biết ông đó đâu, chỉ dù biết. Ôi đó chắc không lợi ông thầy tôi đâu. Sư phụ của pháp sư luôn hả? Sư phụ của sư bây giờ nó không lợi phải không? Bây giờ dòng học được cái gì rồi? Tụi dông chơi bây giờ chiêu cho giật giật chơi tôi coi, cho dông nể tôi chút xíu coi, dông thấy không có tôn trọng tôi vậy trời. Ôi khu vực này có ai chơi lại tôi đâu. Pháp sư ngoài ông sư phụ ra hả? Sư pháp bạn pháp gì ngoài ông sư phụ ra mới là không có ai chơi lại đó hả? Thằng bạn, thằng lính, thằng cái người kia đệ hay là huynh nè? Muốn vui vui kêu thằng huynh, buồn kêu thằng đệ. À hàng học lượt á hả? Buồn nữa kêu thằng thành. Mà hàng học lượng mới vậy phải không? Hai cùng bái sư lượng vậy? Nó vô chung một ngày đó. Vậy cũng phải có trước có sau chứ không? Ví dụ như người ta sanh đôi á, thì người này lọt ra trước người ta kêu bằng anh chứ. Ông đâu ông mất cực tử vậy? Thế đó là mà pháp sư còn sống. Ừ. Còn quỷ ma tôi cãi á, kêu mà thằng không hàng. Nhưng mà sư phụ ông cũng phải quản mấy ông, phải có trước có sau chứ, lộn xộn đâu có được. Ôi sư phụ tôi khi bằng bồ cũng kêu bằng thằng luôn. Có khi nào kêu ông thằng ổng giả thì xéo mỏ. Là gì không? May nhỉ mày. Kêu thì được rồi đó, mà cái mỏ mới còn không? Sống thì mấy ông còn sống, mấy ông kêu đàng hoàng. Ừ, chết rồi à. Muốn kêu thì kêu ha. Tôi muốn kêu gì tôi kêu. Trừ khi làm quỷ chúa tể rồi mới kêu quỷ chúa thôi, còn cái kia làm đậu nóng trong nóc là kêu mày tao không hả? Vậy cũng đúng ha, cũng hợp lý ha. Bây giờ thì học được mấy chiêu rồi, giờ chơi không? Chơi không? Chơi là giờ vài chiêu đi.
Để tôi thấy nãy giờ khinh thường pháp sư nhỏ tôi lắm rồi. Tôi quê rồi, tôi về luôn. Tôi học tôi để trả thù chứ tôi không chơi với pháp sư đâu. Trả thù hả? Vậy thôi. Hao hao năng lượng hả? Hao nguyên khí hả? Hao cái bùa lỗ mãng của tôi. Hao nguyên khí nỗ lực phải không? Tốn không? Tốn là bộ lỗ mãng phải không? Bộ lỗ mãng sợ tốn nữa. Bây giờ thì thôi, không chịu giúp thì thôi. Bây giờ nhắm đi trả thù được chưa? Chưa quá. Thì có cần người giúp không? Tôi phụ cho chút xíu. Giống như một cây chẳng làm nên non, ba cây chụm lại thành hình núi cao. Núi thì chẳng có cao, núi thì nó lùng hoài. Biết sao bây giờ? Bây giờ biết pháp sư giỏi hơn tôi không? Mà pháp sư chỉ tôi. Búng tay thôi, dòng dính vô cục đá rồi. Thử biết hả? Búng ngón tay không? Một ngón tay thôi. Yêu cầu búng cái là dính vô cục đá rồi. Chừng nào búng cái nữa mới thả ra được. Tôi ở đây... chùm khu này hả? Pháp Phật tôi chưa sợ về pháp sư. Pháp Phật và pháp sư đó. Pháp Phật là cao hơn pháp sư. Vậy chơi không? Chơi. Chơi không? Đứng ở đây. Đứng ở đó kìa. Quỷ. Quỷ. Sợ chở tiêu. Cười. Mày có đồ chứ giờ pháp Phật với pháp sư tào lao. Ôi. Quỷ. Nấu tiêu rồi. Nấu tiêu rồi. Đây nè. Giật đồ chơi giật đồ hả? Đi đâu mà không nói chuyện chạy đâu hả? Kiếm chỗ nắng đứng hả? Dạ đang mát hơn nè. Dạ hả? Chơi đang mát đồ nộ tao. Ấy nắng cái bài nộ luôn mát. Mát chỗ nào đâu? Hả? Pháp sư có bùa không? Gì vậy? Bùa qua đây đấu không chịu coi. Qua đây là qua đây không cảnh đẹp, đứng đây đấu không chịu, đi qua vô đó sao đẹp được. Ở đây nè, ở chỗ này nó rộng nè. Thôi ra đây đi cho mát nè. Sao? Mà chớn thì cái quánh vô yến quận trận nè. Trời ha. Rồi, này được nè. Có lấy luôn chỗ đặt máy luôn. Thấy chưa? Chơi được chưa? Cho hạ này sắp xuống một cái. Ok. Đâu ạ? Búng một cái dính như cục đá này. Hẳn gì? Tôi không có xài bùa lỗ mãng tôi đâu. Không phải là bùa hả? Chơi cây không hả? Chơi cây. Chơi mày luôn. Bùa lỗ mãng đây thành xài chỗ khác. Nó lộn nhiều như vừa thường vậy hả? Vậy hả? Chán thấy bà luôn. Thôi đi nghỉ chơi. Cái đồ vậy nó có bùa mắc ỉa quá. Nó chán quá. Có bùa mỏng gì đâu. Tôi xài bùa lỗ mãng. Xài đi. Sao? Bùa lỗ mãng sao quên mẹ. Chơi cây đi. Bùa lỗ mãng không? Chơi cây không? Chơi cây tôi xài bùa. Điếm hả? Mạnh dữ ta. Ừ. Rồi chơi cây đi. Quá chết cha. Dồi mẹ ơi. Tao biết rồi. Bùa lăng bang nè. 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 Ủa nó mang nữa. Quánh luôn đó rồi. Rồi. Ủa nó mang làm gì làm gì. Xưa. Ủa chú ba la chú ba la xe. Bla bla bla. La hán thập bát, thập bát la hán. Ôi. Không mạnh dữ ta. Để mình nắng qua lúc lần thời gian kính cũng lạ.
Nhớ lan chưa? Ôi! Chạy hai bữa. Chạy à. Nó chạy giờ làm sao mà bắt. Thôi. Hay chạy rồi giờ mình à. Ê đứng đây nói với ông bà bắt luôn. Thì bây giờ là cái dông này chắc có lẽ là cũng hiền. Để coi mình phiên căn. Cái dông này nãy giờ nó không giúp nồi đấu mình. Thì thôi mình sẽ nhờ Nghi Tâm nhân màu bắt ha. Nhờ Nghi Tâm ra phiên căn cái dông này thử coi. Bây giờ Lâm sẽ tìm một cái vị trí nào đó. Đặt cái máy xuống rồi cúng cái nghi thức cho nó cái. Rồi xong rồi mình nhờ Nghi Tâm ra giúp nhân màu bắt ha. Đi thôi nha. Mình vào trong đây đi cho nó mát màu bắt ơi. Nắng quá nắng. Đứng mình nắng đến khùng luôn. Bây giờ thì có chỗ rồi. Nè Lâm thấy có cái chỗ nè. Lâm sẽ tìm cái vị trí đặt ngay cái chỗ này nha. Thì Lâm dọn cho nó trống mới được. Chỗ này hay chỗ nào ta? Thì Lâm tắt máy lên kiếm chỗ cái. Rồi ông bà của bác ơi, tìm được một chỗ lý tưởng rồi. Giờ mình sẽ cúng ăn đi. Lát nữa mình nhờ Nghi Tâm ra về phiên nha. Lớn chút xíu nha mọi người. Ở đây ai phuốc hầu dưới ta? Có người ở đây sao ta? Quỷ không lẽ nó biết thuốc ta? Không lẽ nó biết thuốc ta? Quỷ biết thuốc à? À đây mũi lắm mọi người. Múc ra chắc Lâm phải mua thêm cái chai xịt xịt rùi quá. Xịt rùi đuổi mũi. Cơm. Nóng quá nóng quá. Con cơ mà nghe lời nghe không? Quỷ ơi quỷ. Quá trời muối. Sao muối dữ ta? Ôi trời. Mình khối lên nó cũng bớt mũi. Con rin mà có làm nó cắn xiên luôn không bác. Ghê vậy.
nhiều thiệt. Bây giờ đi qua, đi làm clip để giúp đỡ mấy em Linh ha. Chắc giả lắm, ông bà con bác đã sướng sướng đâu. Hồi ở nhà coi nhiều khi có người nhắn tin bị chửi nữa chứ. Khổ ghê. Không theo tôi mấy tôi đi rồi mũi cắn là sẽ biết. Tôi bị dông đánh nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Thông Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Vô Lượng Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Điển Bồ Tát, Nam mô các sơn thần thổ thần trong điện đây. Đặc biệt đặt dông mấy thời. Tôi cúng cơm cho ăn nè ông ơi, ra dùng này, nghe lời tôi. Đấu võ đấu bọng gì, yếu xìu mới chữa có cái đi mất tiêu. À, giờ làm sao? Xuất hiện nó giật mà bác ha. Ui, mũi quá. Cảm ơn Pháp Sư. Pháp Sư bằng thầy cho ta rồi. Cảm ơn Pháp Sư cho dùng. Chào dòng. Xin chào. Dòng nãy giờ dòng ăn no chưa? Nếu như ăn no rồi á, có thể cùng nghi tâm về chùa tu lành tu hiền không? Về đó mình có thể nghe kinh kệ sớm siêu thoát đầu thai, không có là con ma dắt da dắt dưỡng nữa, đói khát khổ lắm. Ngươi là ai mà người ta kêu ta là cái dòng? À, ta là Nghi Tâm, đệ tử của Pháp Sư nhỏ xíu siêu, đến đây khuyên ngăn
dòng có thể cùng ta về chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai chuyển kiếp, không có là một dòng linh dắt gia dắt dưỡng nữa, đói khát khổ lắm. Người cũng là cái dòng đúng không? Đúng. Đây là cũng là một cái dòng được pháp sư nhỏ xíu siêu chỉ dạy về chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai chuyển kiếp. Cái dòng mà ngươi tới đây làm chi? Tới đang khuyên can nhà ngươi có thể cùng ta về chùa tu lành tu hiền, không có sống dắt da dắt dưỡng nữa, đói khát. Ăn bánh đi. Ngon quá. Nếu như dòng cùng ta về chùa tu lành tu hiền sớm đầu thai chuyển kiếp thì rất là tốt. Chứ là một cái dòng mà dắt da dắt dưỡng đói khát, không ai cúng dâng đói khát, tội lắm. Tôi nghe rồi. Nhưng mà ngươi cũng là cái dòng. Đúng. Ngươi không được quyền kêu ta bằng cái dòng. Bây giờ ta kêu ngươi là cái gì nè? Tôi kêu là bạn. Kêu là bạn ha. Rồi vậy bạn ăn no đi rồi cùng ta về chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai chuyển kiếp, bạn có chịu không? Không. Chứ nơi này dắt da dắt dưỡng không ai cúng trăng, tội lắm. Vừa đói vừa khát vừa lạnh lẽo nữa. Ta mang cái lòng hận thù nặng lắm. Ngươi có biết được pháp thực gì không? Chút chút. Đi theo pháp sư nhỏ xíu xíu. Lúc trước chưa đi theo pháp sư là mà ta đã học được vài cái thuật rồi. Ta cũng có được vài cái thuật, cho nên bây giờ đi theo pháp sư có thể là giúp những vong linh khác về chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai chuyển kiếp. Pháp sư là ai? Pháp sư biệt danh là nhỏ xíu xíu xíu, chuyên gia đi giúp những vong linh đói khát về chùa tu lành tu hiền, và rất là nhiều vong đã chuyển kiếp. Pháp sư phải người cúng kiến nè. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ta biết đúng rồi. Nãy ta có gặp rồi. Pháp sư này rất là tốt, cúng kiến cho các vong rất là nhiều, rất là nhiều đồ ăn thức uống. Cũng nhờ pháp sư này mà rất là nhiều vong đã được về chùa tu lành tu hiền và chuyển kiếp rất là nhiều rồi. Ta cũng muốn đi về chùa lắm. Nhưng mà ta chưa có trả được thù. Chưa trả được thù. Vậy bây giờ vong còn muốn ôm cái hận thù đó đến bao giờ nữa? Khi nào ta trả được thù đi rồi ta mới tính tiếp. Nếu như mà bạn cứ ôm cái nỗi hận thù như vậy hoài thì làm sao mà bạn có thể siêu thoát chuyển kiếp được? Thì nó đã dùng cái bùa lỗ mãng, nó đánh ta tới chết, ta mới thành cái vong. Bây giờ ta đang đi học nghề lại để ta trả thù đó. Thì ra là bạn còn ôm một nỗi hận thù rất là lớn. Mà thôi bây giờ gặp được Nghi Tâm rồi, dòng có thể, bạn có thể cùng Nghi Tâm về chùa tu lành tu hiền đi, rồi sớm đầu thai chuyển kiếp ha. Hận thù đó mình bỏ qua một bên có được không? Không, ta lên núi nè, chủ yếu là ta học bùa lỗ mạng để ta trở lại cái chỗ mà nó đã giết ta chết, ta trả thù. Bây giờ nhà ngươi là bạn, ngươi có biết được cái gì không? Phép thật gì không? À, biết được vài chiêu. Chỉ cho ta mới được không? Cũng được. Nhưng mà nếu như ta chỉ cho ngươi, chỉ cho bạn xong rồi á thì thù hận nó cứ kéo dài mãi, thì đến khi nào mới được đầu thai chuyển kiếp được chứ? Tại nó giết ta. Bây giờ mình có thể bỏ mối hận thù này qua một bên, mình về chùa mình tu lành tu hiền, thì
mình nhanh đầu thai chuyển kiếp bạn nha. Không, tại vì lòng hận thù nên ta mới lên đây tầm sư học đạo. Bây giờ bạn nhà ngươi giỏi hơn ta đi, người ta nói ta mới nghe. Vậy nè, mình cùng đấu với nhau đi ha. Mình cùng đấu với nhau. Nếu như bạn thua là bạn có thể cùng ta đi về chùa tu lành tu thiền, bỏ mối hận thù qua một bên, rồi tu lành tu thiền sẽ nhanh chuyển kiếp siêu thoát. Bạn có đồng ý không? Không. Người bạn ơi, chưa có đủ ma lực để đấu với ta đâu. Sư phụ ơi, ra đây dòng này khó khuyên quá sư phụ ơi. Sư phụ. Vậy hả? Sao? Dòng này khó khuyên ngăn quá. Dòng này ôm một mối hận thù rất là lớn. Vậy hả? Thì sư phụ kia can ngăn đi chứ bây giờ là nghi tâm không thể nào thuyết phục được. À, đúng rồi, tại vì con cũng mới trở thành dòng đệ tử của sư phụ đây. Thì con chưa có hiểu rõ được thuyết phục. Thì thôi, con vào chỗ vào lại bắt quái đi, vô con nghỉ ngơi là con tu luyện nhiều, học nhiều Phật để mà phiên căn vong nha. Giờ con đi vô để thầy phiên vong cho. Đó là thầy tử của tôi, đẹp không hả? Đẹp. Ủa sao kỳ vậy? Sao thấy gái đẹp mà không có động lòng với chân phiên cái buổi trời? Không là sao vậy hả? Bây giờ về để tôi ngồi xuống ra tôi nói chuyện không mới được, chứ trình độ đệ tử tôi nó còn kém quá, nói chuyện không lợi ông à. Thì thôi, tôi giải quyết cho. Tôi không lợi nữa, tôi cho ông đi luôn, chứ làm gì vậy? Quỳ chứ nữa, nghỉ quỳ đi. Ngồi đi. Đâu cần quỳ. Hả? Bây giờ vậy. Coi như là mình anh em hết trơn ha. Mình là anh em bình thường đi. Vậy đi ha. Giờ gì nè. Giờ cái mục đích của ông á, ông tu để làm cái gì? Tôi không có tu. Gì kỳ vậy? Luyện học thực để làm cái gì? Để tôi trả thù. Rồi trả thù chưa? Xong chưa? Chưa. Thế là bây giờ thì chuẩn bị đang trên con đường học tu, đang học những cái thực của ông thầy đó dạy cho. Rồi học chừng nào thành công là bắt đầu là mới đi trả thù đúng không? Đúng rồi, cũng gần thành công lắm rồi. Sắp sửa thành công là phải không? Mà tu từ hồi lúc đó tới, học từ hồi lúc đó tới nay là bao lâu rồi? Lâu quá cũng không nhớ. Rồi từ hồi mất tới giờ là bao nhiêu năm? Mất 10 năm nay. Hồi nãy nói là mất 10 năm. Là 60 tuổi rồi đã mất tới bây giờ đúng không? Phải không? Tính luôn. Tính luôn phải không? Là lúc đó 50 tuổi đi, mất nay 10 năm là bạn bè của ông đó là nó chơi khăn chơi xấu ông đúng không? Đúng. Bây giờ nó cũng chết queo mẹ rồi, nó còn sống đâu mà ông đi trả thù hả? 65 cuộc đời trời, nó sống không biết không chừng là 55 tuổi chết queo rồi. Bây giờ ông tìm kiếm nó là sao ấy được? Ông tìm kiếm nó rồi là làm sao mà gặp chết trở vong hồn với ông vậy? Không chừng vong hồn bây giờ là có như cái tội lỗi mà trước đó đó, cái tội lỗi trước đó là nó đã gieo với ông đúng không? Thì giờ nhân nào quả đó mà bây giờ ông hãm hại tôi, thì sau này có người khác là người ta hãm hại lại, hoặc là mình chết đi mình sẽ mang cái nghiệp hậu quả rất là nặng nề đó. Bây giờ ông khẳng định là cái người đó còn sống hay không mà đi tìm? Có biết họ còn sống không? Không còn sống hay là nó đã chết thì tôi tìm con cháu. Cái chuyện gì kỳ? Ê, đâu có liên quan. Đâu có liên quan gì vấn đề đó. Không lẽ giờ mày cha trang mặn à đời con gắn nước hả? Tại vì tôi vì tôi tội đó mà tôi mới chết. Mấy con hận thù tôi mới lên núi nè. Tôi mới tầm sư học đạo. Tôi biết trả thù cho bằng được. Cũng đúng ha. Nhưng mà ông pháp sư nói như vậy
thì nó cũng đúng. Ông pháp sư đưa cái đệ tử ông pháp sư ra, tôi cũng có thấy đó, tôi cũng có làm quen. Nhưng mà pháp sư đưa đệ tử trẻ quá, tôi đệ tử mới nhận, đệ tử mới nhận chưa học được nhiều giáo lý, nó nói hơi nó không có thuyết phục được, đúng không? Tại tôi già quá pháp sư, tôi 60 tuổi. Pháp sư đưa cái đệ tử pháp sư trẻ quá nên tôi không có dám về. Còn về nổi hả? Chứ tôi cũng muốn về lắm mà. Về không nổi. Tôi thấy trẻ quá sợ tôi về không nổi. Sợ chị không nổi hả? Đùa hoài. Nó nói chuyện nhẹ nhàng với ông đó. Thì búng ngón tay cái là ông dính vô vách liền, đừng nói búng dính vô dính vô đá giống như tôi trưởng ông liền vậy đó. Tôi chưa dạy như là thằng trưởng đó. Chờ ông ấy đi, tôi là đại tử tôi dạy từ từ đó. Đại tử mới đó. Mà ăn nói là nhẹ nhàng không? Mới lụm hông pháp sư. Mới hút vậy rồi qua. Dễ thương lắm. Đâu lụm được ra, đâu lụm được đại tử hay pháp sư. Đi ngoài đường lụm. Đang chạy dưới đường rớt xuống lụm. Bữa kia tôi cũng đi vòng à. Trời ơi. Mấy đứa mà tôi cũng đâu có dám lụm. Người ta là pháp sư, người ta là con người. Đó. Người ta lụm mới được, ông quỷ mà ông gặp ai ông lụm. Tôi thấy nó ngồi lên chứ không. Sao ông lụm được? Lụm là ông nó thấy ông nó chạy mất dép vậy nó lụm. Phải tôi lụm được đứa tôi cũng thả ra. Kêu ra nói chuyện với đệ tử pháp sư. Thôi, bỏ bài vô đó đi. Bây giờ nè, tôi nói gì nè, quay lại cái chuyện hận thù. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Bây giờ ông viết qua viết lại. Viết lại. Chuyện nào chấm dứt hả? Bây giờ thí dụ như nè, dòng bây giờ ha, học được tà thực, có cái mùa đạo ngải gì đó tôi không cần biết, đại khái là trả thù đi ha. Trả thù thành công rồi, đúng không? Dù giết ông đó hiện tại và bà ông còn sống, ông giết nó đi. Cái đầu cha ông nó chết, cha của bạn ông chết, đúng không? Ủa, bạn của ông là bị giết chết, con của bạn của ông á, nó sẽ đi trả thù. Thế sao? Nó nói là cái thằng quỷ này nè, quỷ già này, nó có pháp thuật. Nó thành quỷ rồi, giờ nó luyện tà đạo, luyện cái gì đạo đó. Nó đánh cha mình chết. Bây giờ mình giận quá, mình cũng đi học thật nữa. Bây giờ mình trả thù. Rồi nó kiếm các sự sư thầy gì đó, nó học. Chỗ đi tìm ông, nó quánh ông te tua. Rồi cuối cùng ông cũng hồn phi phát tán. Ông chết. Ông chết đi. Đúng không? Ông chết đi. Là coi như là hết. Là cái đó ông thiệt hại ông thôi. Sư nói rất là đúng. Tôi chưa có vợ, chưa có con, không có con cháu, không có bà con, có mình tôi. Thì đúng rồi. Cái gì nó trả thù. Thì lấy gì nó trả thù, bởi vì tôi mới nói. Nó, tôi tính nói vậy đó. Thì lấy gì nó trả thù, chồng. Nó đánh ông chết queo rồi, giờ đó. Nó sống chờ chờ rồi đó. Cuối cùng nó giận hại ông. Con nó hại ông nữa, thêm lần nữa. Tôi là luyện là khoảng 99 năm nữa là thành công rồi. 9 năm nữa con nó đầu thai 8 kiếp rồi. Con cháu nó miễn mà tôi về tôi. Nó còn tồn tại được nhất rồi hả? Tôi không có trả thù cái dòng họ nữa mà miễn dính cái họ là tôi trả thù. À, dính cái họ rồi lụm liền ha. Tôi ghét mấy thằng nào họ Nguyễn lắm. Cái thằng này nó hại tôi, nó họ Nguyễn. Thôi. Hả là thằng nào họ Nguyễn là tôi trả thù, thằng nào họ Nguyễn tôi trả thù. Bây giờ ông trả thù được một thằng đúng không? Thí dụ giờ cho đàn bạn ông giờ nó chết đi. Chết rồi đó. Queo rồi đó nha. Là ông giờ tiền không gặp, ông chỉ gặp được con hoặc là cháu, đúng không? Thì gặp con cháu là hốt liền, vớt mà liền. Chết queo. Xong cái con cháu nó lại có con nữa, có cháu nữa. Đó. Thì cháu nội mà. Tôi cứ nếu mà tôi thành công rồi ha, cứ gặp họ Nguyễn là tôi vớt, họ Nguyễn là vớt. Vậy thôi đừng có luyện thành công. Hồ Nguyễn nhiều lắm, nó bu lại người búng ngón tay cũng chết. Thì nào vớt hết Hồ Nguyễn là tôi. Bây giờ mỗi thằng nó bu lại búng ngón tay cũng chết nữa rồi. Kêu thằng đi ra chỗ sớm, thằng nào Hồ Nguyễn nó hại tao đây, súng lại nó thằng nhỏ cộng công.
Trụ lửa cái đầu nó ký nó một cái rồi xong. Tôi căm thù mấy thằng Hồ Nguyễn. Đâu có được. Cái thằng Hồ Nguyễn nó ra tay cuối cùng, nó chơi cái chiêu bù lỗ mãn là tôi mới chết. Bây giờ ông thua rồi, trước sau gì là cũng thua. Giết qua giết lại hoài nó cũng không được gì hết á. Bây giờ thì Dông nghe lời tôi đi. Bây giờ Dông có muốn trở thành người không? Không. Cũng muốn thành muốn được an vui, bình yên và trở thành quỷ ở khu vực này, trùm khu vực này để mà tu không? Không có đụng chạm tới ai không? Bây giờ tôi muốn điện thành công, bây giờ tôi trả thù. Bây giờ nè, cái đời nó ngộ lắm. Khi chúng ta đạt được cái ước nguyện của mình á, mà mình sanh ra cái tâm thiện á, cái điều tốt á, cái điều lành á, cho xã hội, giữa con người hoặc là giữa dông với nhau cũng được, bất cứ ai cũng vậy trơn á, cái con vật cũng được nữa, thì nó sanh ra cái điều tốt cho mình, cái phước đức vô lượng. Còn mà tạo việc ác á, trên cái quá trình á, tu luyện tà đạo nè, tu luyện kinh công nè, rồi tu luyện tà thực nè, nó trắc trở rồi nó khổ đau, đau khổ cho thân mình, rồi ở dơ ở dái, ăn dơ ở dái, rồi lang thang đói khát. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông nãy dùng cái này thấy ngon không? Ngon. Bây giờ tôi không cúng nữa, lấy ông có ăn không? Không. Có phải đói không? Ừ. Rồi có khổ không? Khổ. Nó bây giờ muốn giống vậy mà ngày nào cũng vậy chứ, mà không cần phải sanh si, tự động có người cúng cho ăn, rồi có người dạy cho học Phật, dạy cho thực. Tôi nói với ông nè, Như Lai thần trưởng lợi hại không? Lợi hại. Vậy thì bên nào nó hay hơn? Bây giờ muốn học chánh đạo hay học bùa ngải? Bên tôi hay hơn. Hay hơn trưởng phá chạy mất dép, rồi xong rồi cúng chạy vô đây ăn nữa chứ. Cái nào hay hơn? Cái này là pháp sư mời tôi mới vô. Thì mời đúng rồi, nhưng mà mình sĩ diện chút xíu chứ. Sĩ diện ở đâu trời? Mời đừng vô ăn. Con ma làm gì có sĩ diện. Con ma không có sĩ diện hả? Nó cũng phải miếng tôn trọng chứ. Nếu mà nó không sĩ diện, không sĩ diện, tức như là không sĩ diện là không biết ganh ghét, không biết hận thù. Mấy con ma kia nó là mấy con ma nó không có đói. Còn tôi là con ma đói nữa, tôi không cần sĩ diện nữa. Không mời sư mời tôi vô ăn. Ý là ma đói là không cần sĩ diện. Nói là nó mất sĩ diện rồi. Tất nhiên là đói quá, dù ăn thì không cần sĩ diện gì cả hết đúng không? Còn sĩ diện, sĩ dụng. Cũng có lý ha. Vậy thôi đi, cúng bữa nay nhịn đói đi thôi, ở đây tôi về. Ở đây luyện tà đạo nghe, chừng nào mà có khổ gì đó cứ alo ổ lộn. Cứ gọi cho pháp sư ơi cứu tôi, pháp sư ơi, giờ tôi sắp chết tới nơi rồi, hồn hơi tán rồi. Bây giờ tôi nói ông nghe nè, ngoài tôi ra là không phải hết đâu, còn nữa nè, nhìn lên trên đi, ở trên trời đó là ông Ngục Hoàng rồi ông Thiên Lôi, ông đang địa ông á. Ông đang mía mía không? Ông giống như ông đỡ cho ông quá. Không, không sợ luôn. Tôi không có sợ ông Thiên Lôi. Chứ sợ gì? Tôi không sợ trời đánh. Thì bây giờ muốn làm sao? Bây giờ muốn ở đây tu luyện thôi, chứ không cần là giúp đỡ về chùa, không có thèm. Bây giờ quyết tâm bị trả thù đúng không? Phải không? Bây giờ vậy thì thôi, bây giờ cái tôi đi lại ngay chỗ cái gia đình Hồ Nguyễn, tôi bảo vệ cho gia đình Hồ Nguyễn, ông khỏi lợi luôn. Cái Như Lai thần trưởng người làm tới vậy là ông bỏ cuộc. Bây giờ có tôi đó rồi, ông làm vậy giờ sao? Ông pháp sư chơi kỳ hả? Không bảo vệ họ Lê đi, mà đi bảo vệ Hồ Nguyễn chi? Tại vì Hồ Nguyễn là sắp sửa bị ông lại đánh chết, cho nên bảo vệ Hồ Nguyễn với họ Lê đó liên quan gì đâu. Nghe nói có ông quỷ liền bùa ngải vậy đó. Mà bây giờ ông pháp sư họ gì? Tôi hỏi gì kệ, tôi hỏi gì. Bây giờ nói đi rằng tôi biết đường. Không cần biết, hỏi gì kệ tôi. Hỏi gì họ hả? Chứ mà pháp sư, pháp tạng, pháp gì mà. Bây giờ đánh đợi tôi không? Đánh thua rồi không có quyền hỏi. Pháp sư pháp gì tôi cần biết mà Nguyễn, họ Nguyễn là tôi không có nghe lời. Không nghe lời thôi, tôi không nghe lời thì kệ, mà kệ, giờ túm lại không nghe lời thì thôi. Tôi là tôi thích vậy đó, về tôi bảo vệ Hồ Nguyễn. Rồi ok, vậy đi. Bây giờ nói gì thôi.
chứ biết pháp sư là cái người tốt chứ lắm rồi, sư tốt lắm mới lên tới đây mới gặp tôi. Mà tại vì tôi là cái con ma nó hơi cứng đầu một xíu vậy thôi. Thôi nói vậy thôi, pháp sư đi về hả? Không có hồi đứa về rồi chết. Chứ của tôi cũng cần sự giúp đỡ của pháp sư lắm. Giúp gì? Đừng giúp lụ tu luyện tà đạo về giết hồn yển nghe, giết cái quỷ kia nghe. Chứ pháp sư đừng giận mà bỏ về. Pháp sư phải hồn yển đâu, sư sợ. Rồi hội trần. Thì tại tôi là có cái con ma quỷ nó hơi cứng đầu xíu thôi. Tại vì tôi cứng đầu quá đó, mấy bạn tôi nó ghét hả? Tôi đó. À sao sao vậy? Thì cũng nói mẹ lì đi. Lì đó. Cứng đầu là lì đó. Cứng đầu kia nó kêu thôi thôi đừng có lợi, thằng kia nó mạnh lắm đừng có lợi cũng cứng. Mà chết rồi cũng vẫn cứng đầu hả? Lì. À. Nó quánh nó mới chết nè. Bây giờ tôi có cách ông hết lì à. Tôi có cái bình hồ lô á. Ông bắt ông bỏ trong đó tôi nhốt ông chừng một tháng chờ là ông hết lì. Làm sao? Hiểu vui lắm. Bây giờ tôi cũng cảm thấy là ông pháp sư là cái người cũng đàng hoàng rồi. Đúng rồi, được, đúng. Quá đàng hoàng. Được. Nãy giờ nói câu này được nhất á. Đi cái đường xá xa xôi bò lết tới đây cũng đem mang đồ cúng theo nữa đó ha. Đem cơm, đem bánh đồ theo cho cái dông ma đồ ăn. Ừ. Pháp sư tốt quá. Đã vậy kêu đệ tử xinh đẹp ra nói chuyện nữa trời, xuống quá trời ngộn gì nữa. Dòng. Phải pháp sư mà đưa đệ tử nào cỡ cỡ tôi đi. Lụm nè hả? Lụm liền. Trời lụm nè, bị ăn đấm liền cái lụm. Sư đưa bác đệ tử thì trẻ quá. Vậy hả? Mà tóm lại bây giờ bỏ đi. Đệ tử nó còn kinh nghiệm nó còn yếu quá, nó không có pháp thuật chút xíu mà dám rủ sư đấu luôn ghê, nó mắc cười còn. Thằng nghe ở đâu ở ngoài tôi nghe chứ đâu mà tôi nó mắc cười trời, nó búng vô cái văn ra sữa quá người nó. Tôi đúng là giữa mắc cười. Nhưng mà tôi thấy nghe vậy rồi. Giờ tôi chờ nó sao nó chịu không, cuối cùng nó cũng chịu thua, nó thôi thua sư phụ rồi. Nó kêu tôi ra, trời ơi kêu sư phụ ra, còn sư phụ muốn thua luôn rồi con nữa chứ. Tôi thì tại cái tánh cứng đầu vậy đó chứ. Ừ. Chắc đệ tử của pháp sư mà dùng chiêu thì tôi chạy. Ừ. Cứng đầu sao xạo vậy đó chứ không biết gì đâu. Tôi còn yếu xìu hả? Yếu xìu quá. Bây giờ bây giờ nói đi, giờ giúp cái gì? Giờ pháp sư cho tôi cái cho gì? Cho cái phép, cái bùa, cái ngải, cái chú gì để cái gì đó. Gì? Xóa bỏ cái lòng hận thù tôi đi. Rồi tôi theo pháp sư. Pháp sư nói gì tôi nghe đó. Chuyện này dễ quá. Thôi để tử tôi làm được không? Chuyện này dễ quá dễ á. Để đệ tử làm được không? Thôi đệ tử làm đi cho nó vui. Đệ tử ơi, vô đệ tử ra. Đệ tử. Thôi đưa đệ tử pháp sư ra mắt mặt con ma tôi. Trời nó kém quá hả? Thôi rồi em ở trong đó. Đệ tử em ở trong đó đi. Khỏi ra đi. Quỷ này nó khó quá. Rồi giờ sao nói đây? Bây giờ pháp sư có buồn, có người giúp, đòi hỏi nữa. Có phép, có thần thông đại ngải gì đó, xóa dùm cái lòng hận thù tôi đi rồi tôi không còn hận thù nữa. Ngoài cái hận thù ra, mà còn đòi hỏi nữa. Giúp cho đòi hỏi nữa. Thôi, chịu. Bây giờ tôi có một cái thật. Thì tôi lấy đồ ra mà được, không có đây. Ở đây. Ai có hận thù phải không? Rồi về chùa luôn ha. Ok. Cây phát nổi rồi nè. Phát nổi rồi. Bạn tôi nó kia nói tôi chị sư phụ tôi nói tôi gì đó. Ở đâu cũng có cây phát nổi rồi vậy pháp sư nhỏ. Không mới lụm mới thầy. Giờ là xóa bỏ nha. Thì giờ không có đùa nè, nó nghiêm túc. Xóa bỏ hận thù này. Rồi mình giống như giờ mình không bằng một cái bàn tay trắng vậy đó, không có gì hết. Mình làm lại cuộc đời. Giờ phải làm sao cuộc đời là mình chọn cái đạo Phật. Về đó nghe kinh nghe kệ, tụng kinh niệm Phật, này niệm sáu chữ Di Đà Phật, niệm ai chú Đại Bi, cái Bát Nhã Tâm Kinh này rất là nhiều. Về đó đi thì các chư vị chư Bồ Tát sẽ hướng dẫn cho, rồi cố gắng tinh tấn mà tu. Bây giờ thì tôi xóa bỏ hận thù nha.
Cây này rùi rùi lợi hại lắm á. Trời ơi, cảm ơn pháp sư đã xóa được cái lòng hận thù sâu nặng của tôi rồi. Giờ tôi không còn hận thù nữa. Giờ thì làm lại cuộc đời mới. Về cái ngôi chùa, tôi đưa cho ông về ngôi chùa đó, tổ lành tổ hiền. Nhưng mà tôi còn cái... Còn cái gì nữa? Cái tánh lì. Bây giờ pháp sư đưa tôi về cái cốc đi. Chứ khi... Đưa tôi... Không, tôi ở đây có người trị cái tánh lì được à. Cái tánh mà không phải lì. Cái kiểu là mình làm theo ý của mình thôi, không phải lì. Thế như là mình làm theo ý mình, không làm theo ý ai. Nhưng mà về đó đi thì cái gì mình không biết thì mình nghe chút đi, rồi tự động hoặc là niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái lì nó cũng mất luôn trong đầu ra luôn. Rồi vậy nha. Tôi về chùa đây, tôi dở chùa định cũng lén ra cốc. Muốn ra cốc được thì cứ ra, ở đó mấy Bồ Tát không cho ra đâu. Rồi ông bảo bác ơi, công nhận từ đó và từ xưa giờ, từ cái thời điểm mà hành nghề pháp sư đi giúp đỡ cho mình, chưa thấy con quỷ nào mà nó lì như quỷ này. Lì bà cố nội cha nó liền lời kêu đệ tử ra khuyên, nó chê đệ tử không có trình độ, đuổi đệ tử vô. Rồi xong mình ra nó còn không chịu nữa chứ à. Rồi tự động là tự nói, rồi tự xử, rồi tự làm luôn. Rồi nói xong cái tự động mình nói mình lì, xong cái tự nói mình ngu. Rồi tự động mình nói luôn, rồi xong cái tự động xin về chùa luôn. Con ma này hài thiệt chứ. Thôi cuối cùng cũng giúp được, miễn sao giúp được thôi. Kệ ông bà thôi, vậy đi. Mình vui cũng được, kệ nó nói xàm xàm mình cũng vui. Vậy đi, gặp nhiều vong gì cũng được. Từ đêm tới với hai thầy trò còn mệt nữa, gặp cái vong gì được không. Cứng đầu lì mà nói chuyện nháy ghê luôn. Rồi chào ông bà bác, hẹn bà bác những video tập tiếp theo ạ.